hương ớt Chinsu mới, bún vị phở bún miến. Ừ, cái gì sao khổ quá vậy? Ừ. Ừ, đó. Ủa, em sống với ai? Em sống chờ cô ấy. Ủa. Ừ. Trời xanh mây trắng. Hả? Anh không đến. Anh, ủa, anh không đến. Hiếu, ở đây rồi, anh đến chi? À. Không, thực sự là nãy giờ anh nhìn, cố gắng nhìn lên trời là để anh tìm một cái vì sao á. Nhưng mà anh nghĩ là bầu trời nó không có vì sao nào ngoại trừ vì sao này ngồi kế anh hôm nay. Ủa, cái này là gì anh? Hương vị tình yêu của anh. Ngọt ngào. Hương vị tình yêu của anh. Ngọt ngào. Giờ mình ngồi đi ăn mát mẻ như thế này mà những người đồng nghiệp của mình phải lên đền trên sông nước. Thôi, cũng đáng. Cũng đáng. Bốn con người đó làm sao đủ kinh nghiệm mà bắt được con cá dưới nước này mà ăn. Cái chuyện đó là cái chuyện khó lắm. Trừ khi mấy anh mà lái tàu anh giúp thôi. Không biết là đi có về được không thưa quý vị. Không biết là đi có về được không thưa quý vị. Cái này là đu đủ rào con cung ốc gì á. Ngon quá ha. Ngon á. Thôi ăn đi mọi người ơi. Mọi người ơi. Đói bụng quá rồi. Hiểu dùng cơm không? Cơm chưa hả? Đây để em cho. Hiểu. Dạ. Ai ăn cơm đi. Em ăn cơm. Ăn cái này là ngon nhất ở đây, đặc sản ở đây. Nhưng mà em không biết ăn rau. Cái này là rong. Ngon dạ, cái đó ngon lắm, cái đó ngon lắm. Ngon dạ, cái đó ngon lắm, cái đó ngon. Tự đi, tin anh. Đúng không? Rong, rong biển mà. Đảm bảo luôn. Anh Giang ăn cơm không? Sao nó giống rau nha, cái mùi rau nha. Nhai đi, nhai, nhai. Anh Giang ăn nhai. Đó là rau, chứ không phải rong. Thì đó là một loại rau. Em không biết ăn rau, trời ơi. Tất cả là rau thế giới luôn. Em ăn ít lắm, em ăn được mỗi bông cải xanh thôi à. Em ăn rau thì da đẹp. Là cái thứ giảm cân luôn á, là cái thứ giảm cân luôn á. Em ăn rau thì da đẹp quá vậy ta. Trời ơi. Tất cả là rau thế giới luôn. Em ăn được mỗi bông cải xanh. Không biết giờ này mấy đứa em mình nó rớt xuống biển chưa? Không biết là bắt được con cá nào chưa? Cái này nó không có ngực. Dạ con, để đây nè. Ừ đó. Trời ơi. Cái đầu nó xuống. Cái đầu nó xuống. Rồi, đây. Okay. Em hất ra lại, em quay trở lại với hình dạng bình thường của em coi. Rồi. Trời ơi. Xinh quá hả Hiếu hả? Xinh mấy giờ mà đâu phải mới ra đâu. Xinh mấy giờ mà đâu phải mới ra đâu. Anh nghe chưa? Đúng rồi. Mấy lời giả tạo này nó không được. Yes, thôi rồi. Giờ nè. Để coi, múc được không? Miếng cá nào mà nó ít da, mà nó ít mỡ, mà nó không có xương nha. Mà đừng có múc mấy cái cá nha. Ăn cát đi em, ăn cát đi em. Khó quá. Ít da, ít mỡ, không có xương. Đúng. Cá này không có mỡ đâu. Ủa em đi ăn phở anh em là em gọi một tô phở tái không hành, không giá, không rau luôn mà. Đúng rồi. Nói là nó quen miệng luôn. Ừ. Mời chị. Sao? Rồi hai anh tự múc nha. Rồi hai anh tự múc nha. Ai thèm nhờ mấy người. Con cá thịt nó chắc kìa luôn á. Bữa nay là lần đầu tiên hay là lần thứ mấy chị tham gia chương trình thực tế là? Lần đầu tiên á. Lần đầu tiên luôn. Ủa lần đầu tiên chị tham gia? Ý là chơi rất là tự nhiên, rất là... Ủa khách mời nào? Khách mời nào cũng chơi tự nhiên mà. Để cho người ta khen em một chút xíu. Ok anh, ok ok anh... Rồi đâu, giờ mấy tập trước nè, khách mời nào chơi giả tạo em nói coi. Đang ngoài kia kìa. Ủa? Đâu? Wow. À, cái gì? Wow. À, cái gì? Wow. Ê, ngon nha. Trời ơi. Trời ơi. À, su su ăn, su su ăn. Không. Em chưa ăn bao giờ nha. It's a... It's a rong biển.
Em nghe quen quen. It's rong biển. It's a nấu. Đông. Đông. Su xoài. Su xoài. Yeah. And dứt. And dứt. Chán bởi ghê luôn. Ngon quá ha. Tức là cầm này em ăn được, nhưng mà nấu ra em ăn được đúng không? Đúng rồi. Ủa em không nghe mùi được cái này luôn. Dạ. Ngon quá. Nãy em nhai cái này em nghe kiểu cái sực sực á, xong cái mùi rau á em ăn không được. Cái này là rất là nhiều công dụng ở người miền Trung á, đặc biệt là người miền biển Quảng Nam, Quảng Ngãi. Không, bình thường rong biển em ăn được mà sao cái này em ăn không được? Cái đó là rong biển của Hàn Quốc, em thấy rồi. Còn cái này là nó là thiên nhiên luôn, nó là bản gốc luôn. Original luôn. Sau đó cái mình có thể phơi. Mình hoặc là có để tươi, hoặc là mình trộn với rau sống cái mình chấm với loại cá kho hoặc là thịt kho. Ngon quá. Thương quá. Bên em giờ không biết. Không đụng được cọng rau với gì nữa. Không biết. Không biết nào chưa. Ủa em hát thiệt á hả? Hát đi, trời. Hát vui. Để em hát cho mọi người nghe nha. Wow. Ở bài khác đây công chúc. Để bắt đen bầu không khí này thì Tiên sẽ... Người ta thường thường á, người ta nói là để thay đổi không khí, bả là để phá tan. Để phá tan luôn. Thì xin được gửi cho mọi người nè. Hương ớt Chinsu mới, bún vị phở bún miến. Còn một nơi không chưa, hồn nhiên như mây trên bầu trời. Người dân khi ta bàn chàng, đừng tự do của hán vàng. Đúng. Nàng công chúa bong bóng, yêu chàng mưa lơ đáng. Dường như không yêu cùng dân hơn. Khó đánh nhịp quá. Quên lại. Hay không quá. Ủa, em thấy anh kìa, thiếu khen hay. Wow. Đâu lịch sự em, lịch sự thôi. Hay mà, được rồi. Cá trắng biển xanh anh không đến. À. Anh không đến. Anh không đến rồi sao nữa? Anh không đến rồi gì nữa? Cá trắng biển xanh anh không đến. Anh không đến. 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 Dông bão tơi bời đến làm chi? Ví dụ vậy. À, sao anh hay quá vậy? Sao vậy? Anh không biết làm thơ luôn á thiệt á. Cát trắng, biển xanh anh không đến. Em đây chỉ mến mỗi mình. Em đây chỉ mến mỗi mình. Ông gà người ta. Chiêu rồi. Em nói trời, tự nhiên nói mỗi tuần rồi chỉ em nữa. Chứ sao không chỉ anh đi rồi chỉ em. Ôi mà thấy không biết nói. Đến. Đại hiếu, cò, chẹp. Đại hiếu cò, nó chỉ cò. Một số 1 đầu tiên, xong rồi 2, 3 là sai. Ờ, bởi vậy là... chị luôn đúng, chị luôn đúng. Chị là nhất. Có thấy không trời? Rồi, thôi đem dễ cho. 3. Đủ rồi nè. 1, ủa nhảy sao? À, nhảy, nhảy. Đúng rồi. Dễ tiếp đi. Xong rồi 4, 5 bên đây. Dễ sao không thấy đâu luôn á trời. Nè, số 1 rồi vậy, để em độ lại cho. Số 3, ủa? Số 1, số 2, số 3 nè. Trời xanh mây trắng. Hả? Anh không đến. Anh, ủa? Anh không đến. Bây giờ Hiếu, ở Hiếu. Đây rồi, anh đến chi? À. À. Quá trời. Ghê quá ghê. Nghe mà nhói tim. Gỏi sứa là một trong những đặc sản của Lý Sơn. Và trò chơi để giành được món ăn đặc sản này liên quan đến một món đặc sản khác ở Lý Sơn. Đó chính là tỏi. Phần đặt cược của chúng ta rất đơn giản. Các bạn hãy đưa ra con số của tỏi mà các bạn có thể ăn được. Trời ơi. À, tỏi sống hay tỏi phi? Tỏi sống em. Ở đây có mình vô là nó ăn tỏi được thôi à. Em ăn tỏi được nhưng mà anh với anh nghe số lượng nhiều không thôi. Ăn số lượng bao nhiêu để em biết. Tôi chỉ cược một con số đơn giản thôi. Một tầm tôi xỉu liền nha. Tôi ăn gấp đôi bên kia. Trời ơi. Thôi vậy nói chi, tự nhiên cái nói vậy. Ờ, Giang hết rồi. Ăn gấp đôi chưa? Gấp đôi hả? Ăn gấp đôi nha. Cầu máu. Ăn gấp đôi hả? Vậy hết dĩa này đi. Ăn đi. 15 củ.
À, cho vô miếng tỏi đi. Cái củ nhỏ xíu như thế này thì Jun có thể ăn được 15 củ tỏi à. Yeah. Ba củ. Nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Tôi chỉ cược một con số đơn giản thôi. Tôi ăn gấp đôi bên kia. Hôm nay khách mời bên đội này là Tiên và Tiên không biết ăn sứa. Em chỉ là một thành viên ở đây, ba người ai cũng biết ăn mà. Hai em có muốn ăn gỏi sứa hay không, nói một tiếng. Không. Ừ đi, sao mà khổ quá vậy? Không. Ừ đi, sao mà khổ quá vậy? Ừ, đó. Ủa, em sống cho ai? Em sống cho cô ấy. Em sống cho cô ấy. Chúng tôi muốn tách thành ba đội. Thôi, chơi đi, chơi tiếp đi. 30 anh ơi. Khoan, từ từ. Không. À, luật ai đưa ra? Luật ai đưa ra, nhưng mà anh là đàn anh mà anh nói bao là lòng lòng. Em nói rồi, 15 thì anh phải 30. 16. Không được, hồi nãy nói gấp anh đôi. Anh nói sao là nói giỡn thôi. Anh nói giỡn, anh đừng có giỡn tính kiến. Nói lời đừng giữ lấy lời. Tiếp đi ạ. Nói lời đừng giữ lấy lời. Nói lời thua. Nói lời thua. Em thua. Em thua, cho anh ăn 16 củ á. Bắt đầu. Lộc phụ em. Trời ơi, sao ăn được 16 củ? 2. 2. Trời, anh Giang ăn củ tỏi với ăn hạt dẻ cười. Em giữ nha. Chào. 2. Cay à? Anh nhiều cay á. Cay. Sao chưa về anh Giang đổ mồ hôi rồi kìa. Đổ mồ hôi vậy mắt đỏ ra anh ơi. Mới nói dùng cuộc anh chơi ơi, anh cũng lớn tuổi rồi. Anh như vậy anh Giang. Anh ơi, gia đình ở nhà anh Giang. Trời, đổ mồ hôi thiệt kìa. Cuộc chơi thì hết cuộc đời thì dài. Lộng vậy mà anh Giang đổ mồ hôi là phải hiểu rồi đó. Khâm phục không một. Dạ. Chúc mừng đội Thùy Tiên nhận được món ăn đầu tiên. Quá giỏi. Là món khác đi ạ. Ơi, mở ra. Tụi em ăn đi, ăn cho sức khỏe của anh Giang. Ăn trên mồ hôi nước mắt của anh Giang quá đi. Đúng rồi nha. Tôi đang gọi là bên cạnh và gọi là chăm chút cho Hiếu thứ hai để Hiếu thứ hai sẽ diễn hay hơn. Tức là Hiếu thứ hai rồi đây chắc chắn sẽ phải theo đường diễn xuất thôi. Bởi vì Hiếu, tôi nhìn gương mặt nó là điện ảnh và rất có khả năng, đúng không? Đúng, tới điện ảnh. Dạ đúng. Cho nên chúng ta phải gọi là hỗ trợ và chăm sóc Hiếu để Hiếu biết rõ về diễn xuất có từng bước như nào, đúng. Nói chuyện từ ngữ như nào, thấy không? Thì bây giờ. Vậy bây giờ Hiếu sẽ diễn cảnh tỏ tình mang phong thủy, tỏ tình mang phong thủy. Quá tuyệt vời. Thôi mà. Cái này chắc là cũng từ tổng đáy lòng đi ra thôi, chứ đâu có khó khăn gì đâu em. Em đã thích cô này 3 năm rồi. Làm tâm lý hả? Crush. 3 năm rồi crush. Trong lòng em á, cô này là chỉ có một người và em chỉ có lấy cô này hoặc là chết thôi. Lấy cô này hoặc là chết rồi hả? Hả? Vì em chết. Vậy. Vậy. Hãy nói bằng khi gọi với cô này là phải nhìn thẳng vào mắt và nói bằng tất cả cảm xúc của mình và chủ động trong cái buổi nói chuyện này. Bây giờ em nhưng mà nếu mà như Hiếu diễn đạt quá là đốt nhà còn Hiếu diễn không Hiếu, mọi khác người đi. Mọi người phải diễn, rõ ràng đi. Giữa diễn xuất và cuộc sống chứ. Nếu mà ngại của em có thể làm nữ chính á. Hiếu diễn với cả anh Lâm đi, nhìn thẳng Hiếu diễn hai ba. Cái này là chưa là quen lâu với anh. Ba năm quen 3 năm nhưng mà chưa tỏ tình bao giờ đây. Chưa tỏ tình bao giờ. Quen 3 năm mà dạy 1 giờ. À, đúng rồi, kêu em đi. Hay quá, cái mặt hay quá. Cái mặt đang đắn đo nè. Hiểu rung rung. Đắn đo nè, đó. 3 năm rồi mà như là mới quen hôm qua vậy đó. Im coi đi cho tình diễn. Thì mình phải làm cho khán giả ta hiểu nè. Đó. Có hai ông thần à. Cặp đôi gà bông nè. Hai dông. Hai dông. Gà bông. Chưa nói gì hết trơn, cười rồi đó. Ăn rồi đó ha, ăn điểm ha, vừa mới vô ăn điểm rồi đó. Thúy ơi, hôm nay Thúy có chuyện gì vui hả? Sao Thúy cười dữ vậy? Thúy cũng làm rồi, đây là diễn xuất thôi mà. Còn nếu như em không thích cái vai đó thì nó là ủa cậu ơi, tôi không thích cậu. À, ok ok, em cũng được diễn đúng không? Em chào chào, nãy giờ vậy là diễn mà. Ồ, nãy giờ em đang thật đó hả? Anh Giang gài ai quá. Em không có. Mình là diễn thôi. Hiểu. Chân thành. Chân thành. Không rung đùi, rung đùi đó không chân thành. Đừng có nhìn trời nhìn sao.
Không, thực sự là nãy giờ anh nhìn, cố gắng nhìn lên trời là để anh tìm một cái vì sao á. Nhưng mà anh nghĩ là bầu trời nó không có vì sao nào ngoại trừ vì sao đang ngồi kế anh hôm nay. Hả? Anh nói cái gì vậy? Hả? Anh nói gì vậy? Thì ý anh là anh thích em đó, anh thích em từ lâu rồi. 3 năm qua rồi đó. Ủa sao thế? Vì sao thế? Sao lại không thích được? Anh nghĩ là nếu mà để mà tìm một cái lý do để không thích em nó khó hơn là tìm lý do để thích em đó. Vậy em nói lý do đi. Ừ, em đẹp, em nói chuyện có duyên. Đó, em lúc nào cũng tương tác với lại tất cả mọi người. Anh là một người kiệm lời nhưng mà em là một người thật sự nói nhiều và nó giống như là nó một mảnh ghép đang chặt vào nhau. Và anh nghĩ là sẽ rất là tiếc nếu mà chúng ta không đến được với nhau. Anh chỉ là một đứa con nít, anh chỉ là một đứa con nít. Thế sao em kêu anh là anh? Thế sao em kêu anh là anh? Em đang ngại hả? Anh thấy mặt em đỏ rồi đó. Em đỏ đừng không có phải là em ngại. Đừng có từ chối cái tình cảm của mình nữa. Thích thì cứ nói. 2022 rồi, không có gì phải từ chối cả. Hôm nay có 3 vị thần chứng giám. Cứ ngồi nghe. Hôm nay có 3 vị thần chứng giám. Hôm nay có 3 vị thần chứng giám. Phúc lộc thọ. Phúc lộc thọ. Phúc lộc thọ. 3 vị thần chứng giám phúc lộc thọ. Anh nghĩ là nếu mà anh không làm điều này anh sẽ hối hận cả đời. Ừ. Anh có thể hôn em một cái được không? Em xin lỗi, em không thể đồng ý với anh được. Tại sao? Em đã có người yêu rồi. À, em rất yêu người yêu của em. Người yêu của em là ai? Tại sao 3 năm qua anh không biết? Là tôi. Là tôi. Đúng. Là tôi. Là Lê Dương Bảo Lâm. Là Lê Dương Bảo Lâm. Tại sao? Mày có gì mày đẹp hơn tao? Ừ. Mày có gì mày hơn tao? Tao hơn mày nữa. Tao hơn mày nhiều thứ lắm. Là cô ấy. Là cô ấy yêu tao. Nào em ơi. Em hãy qua đây hôn anh cái chí mạng. À thưa quý vị, phần 1 của kịch bản không lối thoát đến đây là tạm dừng. Chúng tôi sẽ đưa đến quý vị phần 2. Ba nhân vật này sẽ yêu nhau hay là chia tay hay là sẽ muộn màng trong đớn đau. Cú hôn chí mạng đó, ai sẽ người được hôn và ai người bị hôn. Tuần sau chúng tôi sẽ trình bày thật rõ ràng. Xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Đây vô nè. Em che. Phụ đi che, phụ đi. Em che đây. Mình đang sống thì khỏi ngay được không? Ủa chưa được nữa hả? Chưa được anh nha. Tê. Gió à, gió. Chạy đó. Chạy. Đi qua được đó. Đi qua tới bển nó hết. Ấp xuống. Con vừa biết rồi. Con, bên em. Mày mời ráng, mời ráng. Mình ôm nhau chín đôi đi. Ráng qua đây đúng rồi. Ráng qua đây đúng rồi. Mời ráng. Lọc ruột ra. Phụ nóng quá. Ê phỏng. Phụ nóng quá. Vô. Phụ. Lâm, để lại Lâm. Từ. Mày không vô rồi. Rít, phụ anh rít đây. Thank you.
nước dùng của mình đã xong. Rồi lấy thêm cái nồi mỡ cho anh đi. Nồi mới. Ừ. Rồi. Ok chưa? Anh Tuấn chỉ em nêm với anh Tuấn. Thôi em tới rồi. Thôi tới Rít ơi. Anh em mình làm được rồi. Dì anh Lâm. Yeah. Không có gì mà làm khó được tụi tôi. Cay quá. Ê, tôi tưởng tượng một ngày mà hai này yêu nhau ngồi nói chuyện nhất, tôi ngồi cái bên tôi nghe tôi cười chết á. Sao không cười anh vậy? Hai đứa lãng như nhau á. Tại vì hai người yêu nhau á là kiểu là kiểu ngắm nhìn cái khung cảnh thôi, không cần phải nói gì, tận hưởng cái sự im lặng. Đó mới là tình yêu. Thật sự điều đó thật sự luôn. Anh có bao giờ cảm thấy điều đó chưa? Anh đâu có bị điên. Anh đâu có bị điên vì hai đứa yêu nhau đứng ngồi nhìn cảnh không? Thôi, mời nước bia nha. Em thích uống nước ngọt đúng không? Em không thích uống nước suối, anh biết mà. Ủa cái này là gì anh? Hương vị tình yêu của anh. Ngọt ngào. Hương vị tình yêu của anh. Ngọt ngào. Bây giờ xin hỏi Hiếu, điểm thu hút nào của một người con gái mình nhìn mình thích đầu tiên? Đối với em nhìn vào môi. Môi. Tại vì em biết là cái điểm đó là cái đỉnh điểm mà em tiếp xúc nhiều nhất. Vậy là có khả năng là em rất là thích môi Lê Dương Bảo Lâm. Không, em thích môi của Tiểu Tình. Ok, Vy thân mến, gây dựa cho hỏi con, điểm thu hút nào trên đàn ông mà con nhìn vô con thích ngay? Mũi cao là đẹp. Người Hiếu gọi là cao không? Ok. Cũng ok. Người Việt Nam nói cũng có nghĩa là ok đó. Ok đó. Mấy con nghiêu của anh nó làm chảy nước, nó tắt bếp em nè. Nghiêu chắn gió đó, nghiêu chắn gió đó. Quá trời, đau mắt quá. Bỏ luôn lẹ đi em, cho nước nó sôi đi, anh đang làm ở đây. Đã hết củi, hết giấy luôn rồi. Vô đi, Rít ơi, Rít. Đẹp ha. Đẹp. Xuất sắc. Anh Giang ơi, Hiếu thứ hai ơi, Vy ơi, ăn cơm thôi. Thú vị mọi người. Cái này là cái gì? Sò mai. Tại vì ăn phải là ăn tươi, hiểu không? Sao? Ngon. Ngon à? Ừ. Ngon quá. Thế ơi. Hả? Không xong rồi Đại Dương ơi. Sao vậy? Sao vậy? Và chúng tôi vừa mới kết nối được một cặp đôi. À vậy hả? Wow. Đúng vậy. Bước đầu là thấy quéo quéo rồi. Được rồi. Ngon. Hay nữa. Thấy chưa? Ngon lắm. Cảm ơn. Biết nát. Đúng rồi. Rồi. Ngon anh Giang. Cắn lại, ngon cắn nha. Lại. Mặn á. Cắn á. Lấy cái muỗng giùm anh nếm nước lèo coi. Người ấy đâu? Đây. Lúc nào cũng bảo vệ chở che. Wow. Nghe chưa? Trời ơi. Coi nồi đổ thái dưới nữa kìa. Trời ơi. Bên kia xong chưa? Bên này xong rồi nè. Ủa là ăn luôn hả? Sò mai. Một tô mì Thái Lan. Nấu nước dừa cho mấy anh về phim ăn nữa nè. Để tôi lấy cái muỗng tôi thử coi. Có topping rồi sò rồi nha. Được không anh? Thêm cái gì không? Cho nghe mùi lẩu vịt nấu chao ta. Ủa? Em đâu có bỏ miếng chao nào vô đâu. Trời, nó ngon quá trời. Ngon quá mà. Hiểu ơi. Ăn đi, nặng quá hả? Không. Đây anh bỏ. Đây anh cầm cho. Em ăn cái này đúng không? Ăn nước luôn phải không? Không.
chương trình mình rất là hợp về ăn khẩu vị đâu đó. Từ nắng ăn còn nước khói lên tận mặt, quá tuyệt vời nữa mọi người. Thì ai ốc hương không dễ gì. Ladies and gentlemen, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái chuyến đi đầu tiên, đó là Kiên Giang. Thì xin hỏi mọi người là cảm thấy hạnh phúc hay chưa ạ? Hạnh phúc ạ. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Hả? Đâu mọi người đều hạnh phúc nè. Xin hỏi Lê Dương Vũ Lâm có ý kiến gì không ạ? Nói chung là thích, nhưng mà có điều là hơi hụt hẳn. Bởi vì một người con gái mà có thể đè đầu cưỡi cổ em lần đầu, mà có thể dặn em xuống nước cũng như là cướp đồ của em lần đầu gặp luôn, mà như là thân từ kiếp nào rồi đó, mà làm quá hậu. Dạ. Chuyến đi vừa rồi mình hài lòng không? Thì mình cũng cảm thấy buồn khi là chuyến sau không có mình không? Ê Hiếu thưa hai thân mến. Dạ. Một lần nữa xin hỏi Hiếu, một chữ nói về TV mình sẽ nói chữ gì? Trời. Bởi vì TV là cả bầu trời của em. Wow. Mặt trời kia giữa đâu. Đứng ngay. Một chữ gì nói về Lê Dương Vũ Lâm? Hổm. Hổm. Anh không mời. Hồi này anh em tôi mời nhau quá trời luôn. Không không à, anh Lâm có đưa nguyên tô cho em nữa. Rồi vậy là em hổm. Vậy là em hổm. Em không mời tụi anh. Tất cả những trải nghiệm chúng ta đã trải qua trong hai ngày qua đây vừa rồi là trải nghiệm thật. Dạ. Sắp tới còn nhiều cái thật nữa và nó gây cấn hơn nữa. Wow. Đâu phải chương trình nào cũng có. Wow. Đúng rồi. Chúng ta được sống trong chương này với một cái slogan là gì? Tự lo hai ngày một đêm. Rồi. Ôm nhau thì tình cảm. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOWN.